Chơi cúp á, cũng đều thích máy nhỏ đâu anh em, có người thích máy nhỏ, có người thích máy lớn, chứ không phải là ai cũng thích máy nhỏ đâu. Ngày hôm nay sếp em quay cho anh em xem một em 8670, dáng thì cổ điển nha, nhưng mà đi cục máy phải là nhẹ tưng, ở ngoài là 49 thôi nhưng mà ở trong là 110 anh em nha. Nghe tiếng máy nè, máy là bao thì thầm anh em nha, không giọng không hú, ở ngoài là 49 nhưng mà ở trong là 110 ha. Xe được ông chủ xe dọn cực kỳ tâm huyết luôn anh em nha, dáng cổ điển thôi nhưng mà máy là bao nhẹ bao thì thầm, bao anh em đi tour xa luôn, anh em xe chạy cực kỳ tơi luôn. Anh cho anh em một em siêu phẩm, biết vì sao mà sếp em gọi là siêu phẩm không? Tại vì mình thích những cái chiếc xe mà được anh em dọn, anh em chơi rồi đó, mà anh em chia sẻ lại, mình cứ thích những cái xe đó. Chỉ cần xe đẹp, sắp em có nói với anh em rồi, chỉ cần xe đẹp, mình thích xe đẹp, số khung số máy chuẩn chỉ, cà vẹt chuẩn chỉ, xe máy móc là phải thì thầm, số khung số máy là chuẩn chỉ, là sắp em cảm thấy mà ok về chia sẻ cho anh em được là sắp em lấy liền. Nên những anh em nào mà muốn bán hay là muốn, nói chung là những cái chiếc xe mà anh em chơi từ 6 7 giờ cúp, nếu mà những anh em nào không chơi nữa cứ việc alo trực tiếp cho shop em, xuống tận nhà anh em mua luôn. Rồi bây giờ ngày hôm nay shop em lên sóng cho anh em một em cúp 86 70. Xe này mình thích chỗ này nè anh em. Quay sát cục máy. Lúc đầu á mình mua á, được ông anh chia sẻ lại, ông anh bên Bình Dương chia sẻ lại là xe có bẩn nha, có bẩn zin. Mình ủa bẩn zin để đâu rồi ta? Để lấy cho anh em xem. Đây nè, trên tay ở đây trước. Đây. Có bẩn zin nhưng mà mình thấy cái phong cách này gắn bẩn zin nó không đẹp, mình không thích. Nhưng mà khi nào anh em mua thì mình sẽ bỏ vô cho anh em, nên anh em yên tâm. Đây, tính vô đồ chơi nè, tính vô đồ chơi nè anh em. Shop em tính vô thêm nè. Đó, tính vô thêm cái trợ lực nè, thì những anh em nào mà xem những cái video mà review phụ tùng của shop em á, thì biết cái trợ lực này. Shop em đang tính vô thôi nhưng mà đang phân vân không biết là có nên vô hay không, hay là để anh em về anh em tự nghiên cứu anh em lên ha. Rồi bây giờ thì đầu tiên thì mình sẽ review cho anh em. Em này là 86 70 anh em nha, đúng đời 86 70 luôn, và xe này đã được vào cục máy 110, chạy là cực kỳ nhẹ luôn anh em nha, chạy cực kỳ nhẹ luôn. Và anh em yên tâm nha, chỗ này là tháp tháp đề nha, chứ không phải là tháp lốc, tháp đề. Xe này là tháp đề nha anh em nha, tháp đề rồi, nên anh em về là chỉ có đổ xăng vô mà chơi thôi, ngay cục máy là ghiền luôn, bao anh em đi xa luôn. Cái chỗ này nó hơi lằng quằng là chỗ này nè, vì anh em gắn đây xin lên này, mình sẽ review chi tiết cho anh em xem em 86 70 này. Đồ zin rất là nhiều, nguyên combo zin hết nha, cái này là zin hết, hầu như xe này zin hết luôn, chỉ có cái yên thôi, hầu như là zin chỉ có cái yên và cục máy thôi anh em nha. Đây anh em xem nè, đó ở dưới là gắn báo số, cái dây báo số á, đây báo số nha, mo 1 2 3 4 đầy đủ cho anh em, đồng hồ đúng 70 anh em ha, cùm zin, xi nhan zin, đồng hồ zin, ghi đông zin, pha đèn zin. Xe này về anh em là chỉ đổ xăng thôi, và để mình nổ máy cho anh em nghe trước cái đã, để anh em nghe tê lắm. Đây mình xét ở đây, máy là thì thầm, máy là mình bao thì thầm nha, đây bao giọng hú luôn anh em nha. Cấu hình máy là 110, đầu lòng 49, máy là 110. Quay sát ở đây cho anh em xem. Xe này đặc biệt như nè, đi nồi tự động nhưng mà gắn thêm Amazfit, nghĩa là mình bóp vui thôi. Những anh em nào á thì biết từ cái nồi bộ hai nồi á, bộ bố hai nồi á, khi mà mình bóp á, mình đạp mình đi như 67 luôn, còn không mình không bóp cũng không sao hết, mình vẫn vô số bình thường anh em nha. Còn mình ngắt Amazfit thì vẫn ok, ngon lành luôn ha, ngắt Amazfit yên tâm. Đây 86 xanh dưa hấu, nước sơn rất là đẹp. Bây giờ bắt đầu từ bụng máy, từ bụng sườn mình đi xuống cho anh em xem, hầu như những anh em thấy nha, zin hết. 86 70 xanh dưa hấu, anh em nhìn cái báo xăng nè, từng con ốc báo xăng luôn và nắp xăng luôn, zin zin và zin anh em nha. Ba ga 86 zin, không một lỗi lầm luôn, ba ga zin không một lỗi lầm luôn, anh em nhìn này nha, không một lỗi lầm luôn, rất là đẹp nha, rất là đẹp, ba ga rất là đẹp. Và đèn của 70 á, đèn của đèn sau 70 là đèn vuông, xi nhan zin nha, xi nhan zin, đèn lái sau zin, đế chụp đều là zin hết nha anh em nha. Biển số thì biển số Sài Gòn, biển số Sài Gòn ha, mình lúc nào cũng quay rõ ràng á. Và anh em nhìn nè, anh em nghe tiếng máy không?
nghe tiếng bô đã không? Bô đã được bóc theo cấu hình máy 110 anh em nha. Còn đùm nè, đùm câm niền là zin hết nha, là zin hết đầy. Anh em xem nha, Aria Japan anh em nha, rất là đẹp. Vỏ thì vỏ Michelin, vỏ thì trước sau Michelin luôn. Thì shop em được một em trai ở bên Bình Dương chia sẻ lại, nói chung là nhà em trai nhiều cúp lắm. Thì vô tình thì mình ưng cái xe kia, cái mình em trai kêu anh Quân, anh lấy chiếc này em chia sẻ lại cho anh em, anh em anh Quân về chia sẻ cho anh em. Nó kêu thì chỉ cần giá hợp lý, máy móc ngon, số khung số máy chuẩn là shop em chơi liền. Thật sự dù là có mua mắc hơn 1-2 triệu shop em cũng chơi nữa, chỉ cần xe đẹp đó. Như anh em thấy nha, tem nè, ha, rất là đẹp ha, từ gấp luôn, đầy đúng đúng của 86-70 nha. Và đặc biệt á, cái xe này cái máy chạy là cực kỳ tê luôn, chạy cực kỳ tê luôn anh em nha, chạy cực kỳ tê luôn đó. Đầu lòng máy 110 tháp đề, rồi này tháp đề mới tháp lốc nha, sườn lốc zin chỉ tháp đề thôi, bình xăng con ni bi ba ga đuôi heo. Cái dạng đầu thì anh em khỏi phải chơi rồi, cái này là báo số nè, này là báo số nè, đây cho anh em xem, này là báo số nè đó. Còn này là cùm zin nha, cái này là cùm zin, cùm công tắc zin nha, con này cùm tăng ha, cái này là cùm tăng. Anh em nghe tiếng bồ đã không? Máy móc là bao thì thầm, không giọng hú anh em nha, máy móc là bao thì thầm luôn, không giọng hú luôn. Điện đèn càng là full chức năng đầy đủ hết. Lúc mà mình xuống mình xem xe là xe có bẩn nè, có bẩn này nha, có bẩn có rổ đầy đủ luôn. Nhưng mà tại vì mình không thích cái phong cách đó, mình thích cái phong cách nó gọn gàng. Ha, tại vì mình đi máy lớn á, phong cách nó gọn gàng, dí bẩn là bẩn zin nha, bẩn zin rất là đẹp. Thì những anh em nào mà chơi thích thì mình khi mà mình giao xe thì mình cũng đưa bẩn cho anh em luôn, với mình cũng không lấy làm gì hết. Tại vì mình là chuyên phụ tùng mà, nên mình nhiều lắm. Đây, qua này em quay niền câm cho anh em xem. Đùm này dầu gà này nha, nước sơn rất là đẹp. Ha, niền câm. Mình đang cho nổ máy luôn, mình đang cho nổ máy cho anh em nghe nha, mình đang cho nổ máy. Đó. Máy là dễ thương. Đây, vỏ Michelin. Thì anh em nhìn cái gai vỏ thì anh em biết chủ xe người ta mới vô khoảng bao lâu rồi anh em ha. Nhìn cái gai vỏ nè. Đó. Vỏ Michelin một cặp. Niền câm zin. Anh em nha, từng con ốc luôn. Rất là đẹp, mặt nạ nè, logo là zin hết. Đèn thì đèn led, để mình test cái đèn led luôn cho anh em xem nha. Xi nhan ha, điện đèn kèn đầy đủ hết anh em nha, điện đèn kèn đầy đủ hết. Tò mở đèn, đèn led anh em nha, rất là đẹp. Mình bảo đảm nếu mà những anh em nào mà ưng máy nhẹ nhìn lên liền, chỉ có 25.500.000 thôi anh em nha, 25.500.000 cho một em cúp 86-70 cấu hình máy là 110 về xanh dưa hấu nha, màu xanh dưa hấu, về là chỉ đổ xăng thôi, không cần phải làm gì hết, về là chỉ đổ xăng thôi. Đó, một vòng cho anh em xem cái số nãy quên lấy cây dứt, quay luôn cái số sườn cho anh em ở xa xem. Mình thì lúc nào mình cũng muốn sự rõ ràng hết để tránh cái trường hợp bịt lòng. Đây, quay số máy nè, số máy chuẩn chỉ nha, số máy chuẩn chỉ và đã lên đề rồi, lên máy 110 cho anh em sẵn rồi. Anh em về, những anh em nào mà trong cúp, trong hội cúp mà thấy những chiếc này là chỉ về chỉ là sướng thôi, về chỉ đổ xăng thôi, không cần phải dọn. Tại vì cục máy người ta bỏ ở 10 triệu người ta làm mà, không phải ít tiền đâu anh em, máy bỏ ở 10 triệu á. Và shop em xin nhắc lại một lần nữa nha, giá em 86-70 này biển số Sài Gòn, để shop em đọc cái biển số lên để nhiều ông chú quên. Chiến xin nha anh em, hai này chiến này chiến xin nha, hai chiến này chiến xin nha. Biển số 53V23025, biển số nó là biển số Sài Gòn mà giá của em nó là 25.500.000. Và xe của bên shop em nha, có cọc là có ship xa, nên anh em ở xa yên tâm, có cọc là có ship. Bô được bóc theo bài luôn rồi nha anh em, bô im nha, bô là bô được bóc theo bài rồi. Quá đã anh em ơi, quá đã. Đó, thì mình cũng nhắc lại thêm một lần nữa, thì những ông chú, những ông anh mà có xem những cái video của shop em, mình có bán, tức là sẽ có mua. Những anh em nào mà có muốn bán xe, có muốn mua phụ tùng, không chơi xe nữa, muốn chia sẻ, cứ việc alo trực tiếp cho shop em, xuống tận nhà anh em mua.
ha. Chỉ cần máy móc ngon, số khung số máy chuẩn chỉ, đồng hồ là hoạt động bình thường nha, đều hoạt động bình thường nha anh em nha, bao đi tour xa. Rồi ok, cảm ơn em đã xem video nha. 25.500.000. Anh em muốn xem trực tiếp cứ việc ghé qua địa chỉ của shop em là 37/15 đường Lâm Thị Hố, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12. Số điện thoại của shop em là 0948 265 265. Cảm ơn anh em đã xem video nha. Cảm ơn, bye bye.